Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại làng hoa Sa Đéc đến nhà vườn của em Phương Ly nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Đặc biệt clip hôm nay thì cây tuyển chọn đang full bông phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chào Phương. Dạ chào anh Thái, chào cô chú anh chị em toàn quốc đang theo dõi kênh Pháp Thái TV. Thì nhà vườn Phương Ly của em hôm nay có lên cái lô nhiều màu cái nha. Ngũ sắc 6 màu 7 màu rồi đang bắt cái nhà gì thì nó đủ hoa thì là vừa chơi luôn cả nhà. Số điện thoại của em là 0799576173 số Zalo luôn cả nhà. Vườn em ở làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp cả nhà. Thì bên em bao sống bao ship toàn quốc à. Không mất làm mất thời gian của cả nhà em lên mời số 1 ha. Đỏ lửa đang phun hoa luôn. Cái này chiều cao 75. Tán ngang 70. Dòng này rất là sai hoa ha cả nhà. Hoa rất là dai luôn. Hoành 9 cm. Mã số 1 ha, đỏ lửa. 300k ship cả nhà. Đây. Rất là sai hoa luôn. Mã số 2. Mã số 2 thì em lên một cặp kép chùm ha, màu hồng cả nhà. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Về này mình khai thác bo khá là nhiều luôn. Cũng thôi mình cho leo cổng rào ha. Chiều cao 40. Tán ngang 40. Này ghép hôm với mình ha cả nhà. Hôm với Mỹ ha. Hoành 9 cm luôn cả nhà. Thì em đo đại diện một cây ha. Thì cái mã số 2 này là 2 cây ha nha. Mã số 2 2 cây. Kép chùm hồng 280k ha nha. Bao ship luôn 2 cây ha. Một cặp nữa ha nha. Mã số 3. Mã số 3 thì em lên cũng 2 cây luôn. Một cây này là 4 màu, 4 màu Thái ha, thì gồm có là đỏ Thái, vàng Thái, hồng Thái, bạc, hồng, đỏ, vàng, 3 màu cái nha. Và cái này là hồng răng, là ghép cái nha, ghép bữa hôm với Mỹ. Cái này chiều cao 40, tán ngang cũng 40 luôn cái nha. Hoành ở vị trí này, 9 cm luôn. Mã số 3, 2 cây. Một cây hồng răng và một cây 3 màu thế nha, bao màu Thái ha. 250k bao ship thôi nha. 2 cây ha, mã số 3, 250k. Mã số 4 thôi nha. Một cây Kayata đang phun hoa luôn, dòng này rất là sai hoa. Cây này chiều cao 60. Tán ngang 50. Form lùng lực thế nha. Củ rất là to luôn. Hoành 24 cm lần thế nha. Mã số 4 ha, Kayata 400k bao ship thôi nha. Đây, tán cho một xe ha, phun hoa. Mã số 5. Mã số 5 thì cây này ghép nhiều màu, gồm có là trắng Thái, vàng Thái chanh, phụng hoàng lửa. Và bên đây tím tiết siêu bông thế nha. Đây ha, sẽ được 4 màu. Mã số 5 ha. Cái này chiều cao 78. Tán ngang 75. Hoành ở vị trí này 11 cm. Mã số 5 ha, 4 màu, tứ sắc hay nha. 320k bao ship, đang phun hoa mới vừa nở hay nha. Mã số 6, một cây tím tiết siêu bông hay nha. Dòng này thì rất là sai hoa luôn. Cây thì nó nhảy búp, nhảy hoa liền hết nha. Màu tím lục bình ha. Chiều cao 70. Tán ngang 68. Hoành ở vị trí này 21 cm. Mã số 6 ha. Tím tiết siêu bông 320k bao ship hết nha. Đây. Mã số 7 đi. Một cặp của mã số 6 luôn. Cũng là tím tiết siêu bông ha. Cái này chiều cao 70. Tán ngang 65. Hoành ở vị trí này 18 cm. Mã số 7 ha. Tím tiết siêu bông một cặp với mã số 6 luôn. 320k bao ship ha nha. Đang phun hoa mới vừa nở ha.
số 8. Mã số 8 thì cái này nó gồm có là ruby tím lửa, trắng thái, đỏ thái, cam thái, vàng thái chanh và một màu hồng phấn thái hay thế nhỉ. Đây màu hồng phấn thái. Hồng phấn thái màu rất là đẹp luôn. Thì cái này nó sẽ được 6 màu thế nhỉ. 4 màu, 5 màu thái và một màu ruby lửa. Mã số 8, chiều cao 90. Tán ngang 1 m. Hoành em đo vị trí này 20 cm thôi nha. Tạm đo trừ hao hết cho cả nhà mình ha. Mã số 8, 6 màu, 5 màu thái và một màu ruby tím lửa ha. 500k bao ship. Đây, tán này nha. Đang full hoa đẹp cực cỡ luôn. Mã số 9. Mã số 9 thì cái này được 3 màu cái nha. Thì nó gồm có là trắng thái, đỏ lửa và hồng thái. Số 9 ha, 3 màu. Cái này chiều cao 80. Tán ngang 72. Hoành ở vị trí này 14 cm. Mã số 9 ha, 3 màu, 320k bao ship cả nhà. Để giá mềm cả nhà mình chơi luôn ha. Mã số 10. Một cây 6 màu thôi nha. Thì cái lô này em lên búp không cả nhà. Để về nhà mình còn vài bữa này nở hoa là vừa chơi luôn ha. Thì nó vẫn có là cam thái, đỏ thái, trắng thái, hồng thái, vàng thái chanh và thêm một cái màu mới thôi nha. Hồng phấn thái ha. 6 màu. Chiều cao 1 m. Tán ngang 1 m luôn cả nhà ơi. Hoành em đo vị trí này 18 cm ha. Mã số 10, 6 màu thái ha. 500k bộ ship cả nhà. Đây, đang búp cứng búp hết cả nhà. Vài bữa gỗ hoa kính tàn luôn. Mã số 11. Mã số 11 thì cái này nó gồm có là trắng thái, ruby tím lửa, hồng phấn thái, cam thái, đỏ thái, vàng thái. Thì cái này nó sẽ được 6 màu cái nha. Đang mới vừa lú búp luôn ha. Về tới nhà mình là vừa chơi luôn. Vài bữa nữa là đẹp luôn cái nha. Chiều cao 80. Tán ngang 80 luôn. Phong lùng lực hay cái nha. Hoành 25 cm. Mã số 11 ha. 6 màu, 5 màu thái vào ngoài ruby tím lửa ha. 480k hay cái nha. Bao ship ha. Đang cứng búp luôn. Mã số 12. Mã số 12 thì cái này nó gồm có là hồng thái, đỏ thái và trắng tiết cả nhà. Được 3 màu ha. Cái này chiều cao 90. Tán ngang 75. Hoành ở vị trí này 16 cm. Mã số 12, 3 màu. 350k bao ship cả nhà. 350k ha, bao ship. Vừa mới nở luôn ha. Mã số 13. Cây một cốt à. Nó gồm có là tím tiết siêu bông, đỏ lửa, cam lửa, cam thái, hồng găng. Nó sẽ được 5 màu cả nhà. Vàng thái à. Được 5 màu, 5 đến 6 màu, hiểm tính cả nhà mình 5 màu ha. Mã số 13. Chiều cao 85. Tán ngang 66. Hoành 14 cm. Mã số 13 cả nhà, 5 màu ha.
380k bao ship, vừa mới nở hay cái nhà, bán trong xe luôn. Mã số 14 thì cái này nó gồm có là cam thái, ruby tím lửa, đỏ thái, hồng thái, vàng thái chanh, cam thái. Cái này được 6 màu cả nhà, 5 màu thái và 1 màu ruby tím lửa ha. 6 màu. Mã số 14. Chiều cao 90. Tán ngang 90 luôn cả nhà ơi. Hoành ở vị trí này 20 cm. Mã số 14. 6 màu ha. 5 màu thái và 1 màu ruby tím lửa. 550k bao ship cả nhà. Cứng bút hết trơn ha. Đây. Mã số 15. Cái lô này em lên nhiều màu đó cái nhà, mình dễ lựa chọn ha. Nó gồm có ruby tím lửa, hồng thái, cam thái, đỏ thái, trắng phớt hồng thái và vàng thái chanh ha cái nhà. Đủ 6 màu ha. Tàn tròn xe luôn, cứng búp. Mã số 15. 6 màu. Chiều cao 95. Tán ngang 76. Hoành ở vị trí này 23 cm. Mã số 15 ha. 6 màu. 5 màu thái và màu ruby tím lửa, 550k bao ship cả nhà. Mã số 15 ha. 550k bao ship. Mã số 16. Thì cái này nó gồm có là trắng thái, đỏ thái, hồng thái, vàng thái chanh, cam thái, ruby tím lửa và hồng phấn thái hay nha. 7 màu. 6 màu thái và 1 màu ruby tím lửa ha. Cái này quẻ màu luôn, củ to ha, form lùng lực. 16, mã số 16 ha, 7 màu. Chiều cao 95. Tán ngang 95 luôn. Hoành ở vị trí này 21 cm, cũ khá đẹp thôi nha. Mã số 16, 7 màu, 6 màu thái và 1 màu ruby tím lửa, 550k bao ship ha. Đây, cứng búp hết. Bữa nay lô này em lên búp hết nha. Mã số 17 ha cả nhà. 17 thì cái này ghép cam thái, vàng thái chanh, hồng găng 3, trắng phớt hồng thái 4, đỏ thái 5, ruby tím lửa 6. Nói chung 5 tới 6 màu cả nhà. 6 màu ha. Mã số 16. Cái này chiều cao 95. Tán ngang 75. Hoành ở vị trí này 11 cm. Mã số 16 ha. 6 màu. 380k bao ship cả nhà. Đây. Vừa mới nở ha cả nhà. Ủa, mã số 17, mã số 17 cả nhà. Lộn ha. Mã số 17. 6 màu. 380 cả nhà, mã số 17 ha. Này, mà số 18 kìa nha. Kẹo bông cho quýnh chèm. Thì cây này nó gồm có là 7 màu cái nha. 5 màu thái, 5 màu thái và hồng vấn thái ha. Và ruby tím lửa. Đủ 7 màu cái nha. 6 màu thái và 1 màu ruby tím lửa ha. Cây này chiều cao 90. Tán ngang 95. Hoành 20 cm hay nha. Form lùng lực ha, cứng kẹo búp hết. Mã số 18. 7 màu thôi nha. 550k bao ship ha. Đây.
đậu búp hết. Mã số 19 kèm một cốt thôi nha. Thì nó gồm có là vàng thái, đỏ thái, hồng thái, trắng phước hồng thái và trắng tiết ha. Đỏ được... lửa, cam lửa. Nó sẽ được 6 đến 7 màu cả nhà. Tính cái nhà mình 6 màu ha. Mã số 19 kèm một cốt luôn. Khá là đẹp ha. Chiều cao 1 mét, tán ngang 80. Đế khá đẹp thôi nha, hoành 18 cm. Mã số 19 6 đến 7 màu ha, 400k bộ xếp thôi nha. Đây, mã số 20 cây form lùng lực ha, tán trồng xe luôn, phun hoa. Thì cái cây này nó sẽ được 6 màu thái cả nha. Vàng thái, hồng thái, đỏ thái, cam thái, trắng thái và một màu hồng phấn. Hồng phấn thái cả nha. Đây, màu này khá là đẹp luôn, màu mới ha. 6 màu thái, mã số 20. Cái này chiều cao 80, tán ngang 75. Hoành em đo vị trí này 22 cm thôi nha. Mã số 20 6 màu thái ha, 420k bao ship. Mã số 20 6 màu thái, 420k bao ship. Mã số 21 cũng 6 màu luôn cả nhà, 5 màu thái và 1 màu ruby tím lửa. Cái này chiều cao 90, tán ngang 1 mét, để khá là đẹp luôn đó nha. Hoành ở vị trí này 19 cm. Mã số 21 6 màu, 5 màu thái và 1 màu ruby tím lửa ha. 500k bộ xếp thôi nha. Đây, kẹo bút hết ha. Số 22 thì cái này nó có là đỏ lửa, hồng thái, trắng phước hồng thái, cam thái, tiểu Ấn Độ. Tiểu Ấn Độ nữa, 5 màu quá nha, 5-6 màu quá nha. Chiều cao 95, tán ngang 75, hoành ở vị trí này 12 cm. Mã số 22 ha, 5-6 màu, 350k bao ship. Này nó có violet, chép rất là nhiều màu quá nha. Nói chung 5-6 màu hết ha. Đây, form tàn nữa ha. Mã số 22, 5-6 màu, 350k bao ship. Mã số 23 thì mấy cái này là em lên búp hay cả nhà. Mình giờ mình thấy vậy chứ vài bữa nữa là nó gỗ hoa là kính tàn ha. Mã số 23, chiều cao 95, tán ngang 70. Đế cũng khá đẹp ha. Hoành ở vị trí này 21 cm. Mã số 23 thì nó gồm có là hồng thái, đỏ lửa, cam lửa, trắng phước hồng thái và trắng tiết nữa ha nhà. Đây ha, 5 màu. Mã số 23 5 màu, 400k bộ xếp thôi nha. Đây, còn tàn nữa. Mã số 24, mã số 24 thì cái này nó gồm có là đỏ lửa, vàng thái chanh 2, trắng phước hồng thái 3, hồng thái 4, hồng găng 5. Đây, hồng găng này thấy nha. Đủ 5 màu ha. Này hồng lửa nó là 6 nè. Có hồng lửa ở trên nữa nha. Ghép 5-6 màu hết. Thì
chiều cao 1m, tán ngang 85. Quả này em đo vị trí này ha, 13 cm, mã số 24, 6 màu ha, mã số 24, 6 màu, 350k bao xếp ha nha. Đây, mã số 25. Quá búp luôn anh chàng, kẹo nụ chân. Nó gồm có là 5 màu Thái hay nha. Và 1 màu ruby tím lửa đây ha. Đây, ruby tím lửa và 5 màu Thái ha. Cái đây này gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu trắng phớt hồng, hồng phấn và ruby tím lửa 7 màu. Chiều cao 80 hay nha. Tán ngang 90. Cái này rất là đẹp anh chàng. Kẹo nụ luôn. Quả nó vị trí này 18 cm, mã số 25 ha, 7 màu, 550k bộ ship cả nhà. Đây, cứng búp hết. Mã số 26. Đây, cái này cũng khá đẹp luôn, vừa mới nở thôi cả nhà. Thì cái này nó sẽ được 7 màu, thì 5 màu, 6 màu Thái. Đây, hồng phấn Thái ha, và ruby tím lửa nữa là 7 ha. Cái này chiều cao 1m, tán ngang 1m luôn đó nha. Cao 1m, tán ngang 1m ha. Hoành vị trí này 21 cm, mã số 26 ha, 7 màu, 550k bao xếp ha nha. Đây, cứng búp full tạng ha. Lên mã số 29 ha, một cốt cả nhà, củ to một cốt ha, ghép nhiều màu. Thì nó gồm có là đỏ lửa, hồng Thái, vàng Thái chanh, ruby tím lửa, cam lửa. Thì cái này nó sẽ được 6 màu á nha, 4 màu Thái và 2 màu lửa ha, 2 đến 3 màu lửa. Thì nói chung 6 đến 7 màu quá nha. Mã số 29, 6 đến 7 màu. Cây một cốt ha, form tròn xe, chiều cao 1m2, tán ngang 85. Đây, một cốt mà khá là to luôn đó nha. Hoành ở vị trí này 23 cm ha, hoành 23. Mã số 29, 6 đến 7 màu ha, 800k bao ship cả nha. Một cốt ha, cốt lực ha cả nha. Tàn này ha, phun cứng búp hết. Mã số 30. Mã số 30 cũng một cặp của mã số 29 luôn đó nha. Cũng là một cốt ha, củ to một cốt. Ủa, cái này được chi nữa, hai chi cả nha. Một cốt trẻ hai thân của anh chị em. Nhưng mà gom. Chiều cao 1m20 luôn đó nha. Đòm chịu hao hết cả nhà mình ha. Tán ngang 80 luôn. Hoành em đo vị trí này ha. Đế rất là già. Hoành 25 cm luôn đó nha. Mã số 30. Một cặp với 29 luôn ha. Thì nó vẫn có là đỏ lửa, hồng Thái 2, cam lửa 3, red pizza 4, red pizza, hồng gân là 5, hồng gân 5, hồng tuyết là 6. Thì cái này cũng 6 đến 7 màu á nha. Cam Thái, đỏ Thái, rồi cam lửa, đỏ lửa, red pizza. Nói chung là 6-7 màu anh chị em. Lô red này là ghép 6-7 màu á. Hồng găng 6 đến 7 màu á cái nhà. Một cặp với mã số 29 luôn, mã số 30 ha, 800k bộ ship luôn á nha. Cây này rất là VIP anh chị em. Đây, khá là lực luôn ha. Mã số 31. Số 31 thì cây này nó gồm có là tím bốm. Tím bốm này hả nha, tím Pháp, Malay tím 3, ruby tím lửa 4, trắng lửa 5. 5 cùng đỏ lửa nó là 6.
đỏ nữa, sáu cây này sáu màu á nha, form rất là to luôn, tàn to ha, củ to luôn. Cây này chiều cao 1m2, tán ngang 1m1 cơ nha. Đây, củ hết biết củ không, hoành 28cm, mã số 31 ha, 800k bao ship nha nhà, cây này 6 màu ha, 800k bao ship. Đây em hạ tàn cả nhà mình coi ha, đây hết biết cái tàn ha, tàn tới 1m1 rồi ha. Mà số 32 hết nha. Cây khủng quá anh chị em. Một cây tím siêu bông, cẩm bạch tím siêu bông. Cái này tàn dù nhưng mà bây giờ em để cho nó xả xuống, rủ xuống luôn hết nha. Rủ xuống luôn cho đẹp ha. Thì cái này em mới cơi lại vài bữa thì nó gỗ bông thì khá là đẹp luôn. Tàn rất là to luôn hết nha. Cây này chiều cao, cái này chiều cao 1m2, tán ngang 1m cả nhà, tán ngang 1m lận ha. Đây, củ hết cái phôi rất là to, số đế cao quá nha, củ to luôn, hoành 36cm thôi nha. Mã số 32 ha, cẩm hạch tím siêu bông, tàn dù xả ha, 1.500k bao ship cả nha, xứng đáng đồng tiền ha, cây rất là to luôn. Đây cái tàn này cả nha. Mã số 32 cũng là cây cuối clip. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi đến cuối clip, mong được cô chú anh chị toàn quốc ủng hộ. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Phương nha. Đặc biệt cái lô hôm nay đang phun hoa rất là đẹp của anh chị em.